Trước đó, vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Công an huyện Đông Anh tiếp nhận trình báo của chị L, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, về việc khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2024, chị L bị hai nam thanh niên đi xe máy giật chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max khi đi trên cầu Đông Trù. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an huyện Đông Anh đã khẩn trương điều tra, xác minh. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản là Mai Tuấn Hoàng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, và Đặng Quang Nghĩa, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của chị L. Ngoài ra, Nghĩa và Hoàng còn khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp giật điện thoại khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hiện Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.